Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video anh em nha, bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận 100 USD và chơi đánh Forex có thể thắng cúp gì luôn nha tất cả các bạn. Rồi đầu tiên các bạn chọn vào clip cho phòng này nè, các bạn chọn giúp mình quốc gia Việt Nam cho các bạn dễ đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bấm xác nhận. Rồi đầu tiên các bạn nên đăng ký một cái email các bạn, vì các bạn đăng ký số điện thoại nó không có gửi cái mã code gì đâu. K4T4 cộng 04. Rồi ở đây thì mật khẩu thì các bạn thường thường thì 8 đến 20 cái số, ăn 4-1, ăn 41 chưa các bạn dành chút các bạn quên mật khẩu rồi, ăn 4-1 1-2-3-4 à không chấm cơm, chúc mình vô mình đổi mật khẩu lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút nhận mã xác minh. Rồi sau khi các bạn bấm vào nhận mã xác minh, nó có một cái captcha, các bạn lướt captcha qua cho bằng cái này nha các bạn. Rồi cái này nó gửi về mail rất là mau luôn các bạn, chưa trong vòng vài giây là gửi về. Rõ ràng không các bạn? Gửi giấy mau lắm, tại cái máy mình lót chậm quá trời, cái máy mình qua nâng mới nâng cấp lên rồi chỉnh sửa sao máy lót chậm gì luôn. Rồi các bạn copy cái mã này các bạn, bạn sao chép lại các bạn chạy qua lại, rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào tôi cho bạn điều khoản của sàn các bạn, rồi các bạn bấm tham gia đăng ký ngay nè. Sau khi các bạn tham gia đăng ký xong, các bạn nó ra một cái gì, các bạn nào xài Android thì bấm download, còn nào xài hệ điều hành Android bấm cho switch play, còn hệ điều hành iOS thì bấm vào download các bạn. Rồi các bạn bấm vào switch play, nó chuyển các bạn về switch play. Rồi các bạn chỉ việc cài đặt vào, các bạn gì mà nó cài đặt xong các bạn bấm mở nữa các bạn. Rồi sau khi bấm mở các bạn bấm đăng nhập vào nha các bạn. Vì đăng nhập ở đây thì đăng nhập bằng mail, đăng nhập bằng số điện thoại mà đăng nhập bằng mail nha các bạn. Rồi mật khẩu bên kia đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm đăng nhập nha các bạn. Mới lướt cấp tra nó tè. Rồi các bạn lướt cấp tra vào nha các bạn. Rồi nó gửi về một cái mail đó nha các bạn. Rồi bạn mở mail lên. Cái mail mình qua lót chậm mà đi bữa nữa mình sẽ máy khác qua. Và tại tức. Rồi các bạn, khớp nha các bạn. Mình làm video rất tốn thời gian các bạn, mình làm riết nhưng mà có kẹo ngon rồi không lấy sao vậy. Rồi các bạn sao chép lại. Rồi các bạn mở app lên nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn nhập mã xác minh nha các bạn. Đăng dán vào. Rồi bạn bấm xác nhận nha các bạn. Mã xác minh đăng nhập của bạn không chính xác. Kỹ tên. Để đăng nhập lại các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng nhập xong bước này, các bạn chưa nhận 100 USD các bạn, các bạn xác thực và các bạn nhắm vào xác thực này nha các bạn. Các bạn chọn tên, mã chứng minh nhân, ví dụ mình tên vô làm tên, tên Quỳnh Nhân Ánh đi. Các bạn ghi đúng tên cho nó, vui lòng nhập số ID của bạn. Không là số chứng minh nhân dân của các bạn, các bạn bấm nút tiếp theo nha các bạn. Rồi các bạn bước này là các bạn nhận được 100 đô nha các bạn. Các bạn tải lên ảnh nhân dân mặt trước của mình nè. Rồi tải lên ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt sau của bạn nè. Rồi cầm các bạn cầm một tờ giấy với giấy chứng minh nhân dân có ghi chữ là pin bon và viết tay và ngày tháng các bạn. Đây nó có nói xem ví dụ nè, các bạn bấm vào xem ví dụ nè, các bạn gì nè các bạn. Một tờ thì cầm giấy mình đang còn ngày ngày tháng năm các bạn, bên này ngày mấy tháng mấy đó, rồi chữ pin bon các bạn, rồi bạn bấm tôi biết các bạn, rồi
Sau khi các bạn, nếu mà các bạn cai xe xong thì nó hiện vào số dư của bạn, chỗ tiền thưởng này là 100 USD các bạn. Video sau mình hướng dẫn cho tất cả các bạn đánh margin và rút tiền về tài khoản ngân hàng của tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Các bạn nhớ cho mình một xin một like và một đăng ký các bạn.